Vâng, Đồ Gỗ Văn Sáu xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Thời gian gần kề Tết ngày hôm nay thì Đồ Gỗ Văn Sáu lại lên sóng giới thiệu đến cho tất cả quý vị và các bạn một số mẫu tranh gỗ cao cấp để cho quý khách hàng treo ở không gian phòng khách để đón Tết cũng như là treo trong không gian phòng thờ cúng. Hôm nay thì Đồ Gỗ Văn Sáu sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mẫu tranh. Các mẫu tranh gồm có trong video ngày hôm nay gồm có là mẫu tranh chữ Tâm và chữ Đức được làm theo kiểu dáng đó là hình vuông. Mẫu thứ hai Đồ Gỗ Văn Sáu sẽ giới thiệu cho quý vị đó là mẫu tranh Phúc Lộc Thọ được treo theo hình quả chám, và mẫu số 3 đó là mẫu tranh chữ Tâm được làm theo hình chữ nhật, đấy, làm to và nổi bật thì để cho tất cả quý vị và các bạn có thể lựa chọn nó độc đáo và phong phú hơn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với cái mẫu tranh mà chúng tôi đã mang lên đây và muốn giới thiệu đến cho tất cả quý vị và các bạn. Thì chúng ta đã nhìn thấy ở cái mẫu tranh này được thiết kế theo cái khuôn đó là khuôn hình vuông và có chữ Tâm và chữ Đức ở chính giữa. Về ý nghĩa của câu chữ hôm nay tôi sẽ không có chia sẻ về cái ý nghĩa mà sẽ đi về đường nét cũng như là những đặc điểm nổi bật để khách hàng có thể lựa chọn và mua luôn khi chúng ta xem được video ngày hôm nay. Đây. Về mẫu này thì sẽ được làm với kích thước như sau, đó là chiều vuông. Chiều vuông của cả hai bức này đều là vuông 60. Đấy. Và bề dày của phần mặt khung này sẽ là dày 3 cm. Đấy. Và cái kiểu dáng thiết kế như sau, ở phía tâm chính giữa sẽ là chữ Tâm. Đấy. Và chữ Đức được thiết kế nằm trọn trong cái hình tròn hoa văn triện rất là đẹp. Và tiếp theo kế là cái bốn góc này, tôi có mạ vàng và làm họa tiết hoa văn đó là hoa lan tây. Kèm theo cái phần khung, khung này sẽ được chia thành một khung nhỏ này, một khung hoa văn ở phần giữa và một khung to ở ngoài, thì đều được thiết kế là giống nhau. Đấy. Về cái chất liệu gỗ đều là làm trên chất liệu gỗ hương đỏ. Tuy nhiên khi chúng ta nhìn thấy cái phôi gỗ thì bên cái phôi chữ Đức này, bên cái phôi chữ Đức này thì cái màu nó đỏ hơn một chút. Đây cái này là do phôi gỗ. Tuy nhiên là chúng ta nhìn thấy là cái phôi này nó lại làm cho chữ Đức nó rất là nổi bật và đẹp. Đấy. Tiếp theo phôi bên này là phôi nó sẽ màu sắc nó sẽ nhạt hơn một chút. Đó. Đó là tổng thể về màu sắc và phần kích thước. Và cái phần bề dày của cái phần chữ này đây. Đồ Gỗ Văn Sáu đục bằng máy CNC nhé, làm rất dày và lối thư pháp cái chữ Tâm này nó rất là mềm mại này, từ những nét thanh này đến nét đậm này đến những nét thanh này. Đấy, từ cái phần chữ này. Đấy. Làm rất là mềm mại và đẹp luôn. Đấy. Nằm gọn trong một cái hoa văn triện. Thì cái hoa văn triện này rất là nhiều khách hàng muốn mạ vàng. Thì nếu mà quý vị và các bạn muốn mạ vàng thì Đồ Gỗ Văn Sáu sẽ mạ vàng cho quý vị về cái đường nét này. Đấy, hoa văn bốn góc thì cũng là mạ vàng Đài Loan cao cấp. Mạ rất là đẹp luôn. Tấm này cũng là hoàn toàn là một tấm liền này. Đấy, tấm liền phía bên đây cũng vậy. Phần gỗ thì rất là đẹp, màu sắc thì nổi bật. Đấy, phần khung thì được chúng tôi làm rất là chắc chắn. Ở trên ba khung thì cái khung này là cái điểm nhấn làm cái họa tiết hoa văn đó là những cái đồng tiền xu chạy xung quanh. Đó. Với mẫu tranh chữ Tâm và chữ Đức này chúng ta có thể mua cùng một lúc hai mẫu hoặc mua một chiếc cũng được, thì chúng ta trang trí ở cái phòng khách thì nó sẽ rất là nổi bật trong không gian, là đặc biệt là không gian ngày Tết là cái không gian mà rất là quan trọng. Khi mà cả một năm chúng ta sẽ cần phải có một cái không gian đẹp để tiếp khách, đúng không ạ? Thì cái mẫu này thì Đồ Gỗ Văn Sáu cũng sẽ báo giá luôn. Đó là báo giá niêm yết của mẫu tranh này sẽ là 1.200.000. Đấy, 1.200.000 về cái bộ này. Vuông 60, dày 3 cm. Phần mặt đằng sau thì chúng tôi đã có sơn lót đầy đủ và cũng có móc treo cho tất cả quý vị. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bộ số 2. Vâng, chúng ta đang đến với cái mẫu số 2 trong nội dung video ngày hôm nay. Về kiểu dáng thiết kế thì chúng ta thấy là cái mẫu chữ Phúc Lộc Thọ này không có gì là khác. Chỉ khác đó là khi mà chúng ta treo cái mẫu này thì sẽ có 3 chữ. Đó là Phúc Lộc Thọ và làm theo hình quả chám, khi chúng ta treo sẽ treo giống như tôi đang để như vậy. Vì là tôi không có sử dụng các phần đinh để treo cho nên là tôi chỉ để như này để quý vị có thể hình dung được là cách treo như thế nào. Đấy. Thì cái mẫu Phúc Lộc Thọ này còn có một cái tên gọi khác đó là mẫu Tam Đa nhé. Mẫu Tam Đa bởi vì nó thể hiện được cái 3 điều mà người ta mong muốn, đó là sự hạnh phúc này. Đấy, sự tài lộc và sự trường thọ. Đấy, 3 cái mẫu này chúng ta sẽ treo ngang hàng và treo đúng cân đối về cái kích thước trên cái không gian phòng khách của chúng ta, hoặc chúng ta có thể treo chữ Phúc lên trên cao và hai bên sẽ là chữ Lộc và chữ Thọ. Thì có 2 cách treo để cho chúng ta hình dung dễ hơn để chúng ta sử dụng. Về kích thước của cái mẫu này sẽ có mặt vuông đó là vuông 40 và bề dày tôi đo đó là 2.5 cm. Và đằng sau thì chúng tôi cũng có cả những cái thanh gỗ để làm cho cái bộ sản phẩm này nó không có bị tiếp xúc trực tiếp vào tường để chống ở mốc và làm cho cái độ bền của sản phẩm nó được cao hơn.
chúng ta sẽ nhìn kỹ hơn nhé. Đấy, tất cả chữ phúc này, chữ lộc và chữ thọ thì bên chúng tôi làm với cái đường nét, đó là đường nét về thư pháp rất đẹp và nổi bật. Đấy, kèm theo mạ vàng cũng nằm gọn trong cái phần đường tròn hình hoa văn triện. Đấy, bốn góc thì cũng mạ vàng rất là đẹp luôn. Đấy, với những cái mẫu tranh này là những cái mẫu tranh mà cũng khá là phổ biến và cũng nhiều người sử dụng về cái độ đẹp và cái giá thành nó rất là hợp lý. Vì vậy thì cũng rất là dễ dàng khi chúng ta lựa chọn những cái mẫu này. Đây. Vâng, và tôi cũng sẽ đi luôn về cái phần giá thành của mẫu này. Mẫu này cũng được làm trên chất liệu đó là gỗ hương đỏ nhá. Cả bộ vuông 40 này thì Đồ Gỗ Văn Sáu sẽ bán giao lưu cho tất cả khách hàng. Đó là 1.800.000 đồng. Hãy quý khách hàng nào mua có thể liên hệ Đồ Gỗ Văn Sáu qua cú pháp là mẫu số 2, kèm với số điện thoại, đó là mẫu tam đa phúc lộc thọ tranh chữ treo tường mạ vàng rất là đẹp. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mẫu cuối cùng ngày hôm nay. Vâng, tiếp theo chúng ta sẽ đến với mẫu tranh cuối cùng ngày hôm nay. Mẫu tranh cuối cùng thì mẫu tranh hình chữ nhật. Sở dĩ chúng tôi lựa chọn ba cái mẫu tranh có cái hình thức khác nhau để cho chúng ta dễ lựa chọn, cũng như là làm cho chúng ta mua phù hợp với cái sở thích của chúng ta. Đấy, đối với cái mẫu đầu tiên là hình vuông, mẫu thứ hai là dạng hình thoi và mẫu thứ ba này sẽ là hình chữ nhật. Thì cái mẫu này thì là một cái mẫu tranh tổng thể luôn và có cái kích thước lớn hơn so với hai mẫu vừa rồi. Thì chúng ta mẫu này chúng ta có thể treo một bức duy nhất ở phòng khách thì nó sẽ rất là đẹp luôn. Mẫu này cũng vẫn là mẫu chữ tâm, tuy nhiên thì đường nét trong cái chữ tâm này còn có rất nhiều các cái chữ, câu chữ có ý nghĩa khác nhau ở trên cái bộ này. Thì vẫn là một trong những mẫu tranh tổng thể được làm trên chất liệu đó là gỗ hương. Với cái chiều dài, đấy, chiều dài sẽ là 127, chiều rộng là 67. Bề dày của mẫu tranh này sẽ là 4 cm. Thì tổng thể chúng ta sẽ nhìn lướt qua một lượt. Đây, thì cái tấm này thì vẫn là một cái tấm gỗ liền lạc, không có ghép một chi tiết nào cả, chỉ ghép bởi cái phần khung này. Khung của chúng tôi cũng chia thành 3 phần giống như các cái mẫu tranh khác. Khung của chúng tôi làm rất là chắc chắn. Và khi mà chúng ta đã có được cái mẫu tranh chất lượng và đẹp thì chúng ta có thể đánh giá được là cái quy trình sản xuất và chế tác ra những cái mẫu tranh nó sẽ đảm bảo cho một cái sản phẩm chất lượng. Ở trên đây thì là một cái chữ tâm này, chữ tâm rất là lớn, đúng cũng làm theo chữ thư pháp. Và đường nét thì nét thanh, nét đậm cũng rất là uyển chuyển và đều. Đấy. Ở cái phía chính giữa của cái chữ tâm này thì có thêm có chữ là đó là tài, trí, đức. Đấy, cũng được mạ vàng. Ngoài ra thì bên này có một cái câu chữ khá là quen thuộc, đó chính là mở rộng tâm ra, lòng thanh thản, an nhiên tự tại, đời thăng rong. Một cái câu chữ rất là hay và thường được sử dụng cho các mẫu tranh chữ tâm. Ngoài ra thì phía bên này còn có biểu tượng của hình hoa sen. Và phía trên đây là hình tượng của hoa mai, sẽ nói lên đó là mùa xuân đâm chồi nảy lộc và tài lộc đến với gia đình, an khang thịnh vượng và may mắn bình an. Đấy, và phía tiếp theo nữa là phía bên khung, khung của chúng tôi làm họa tiết hoa văn đây, chúng ta nhìn trực tiếp trên cái góc máy của chúng tôi. Đấy, với những cái đường họa tiết hoa văn này, nếu như khách hàng mà muốn mạ vàng thì bên chúng tôi cũng vẫn có thể làm theo yêu cầu, từ cái đường nét và từ cái vị trí làm sao để phục vụ hết được cái nhu cầu của khách hàng. Đấy, thì mẫu này sẽ có chiều dài là 127 và chiều rộng 67, bề dày 4 cm. Về giá thành thì quý khách hàng có thể để lại cú pháp số điện thoại kèm với mẫu số 3 để được tư vấn. Đấy. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng nhau đi rất là chi tiết về ba mẫu tranh, đấy, kiểu giá khác nhau để chúng ta có lựa chọn trang trí phòng khách trong không gian ngày Tết cũng như là sử dụng trong không gian gia đình. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nội dung video ngày hôm nay và xin kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các nội dung tiếp theo.